Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Trang Kia Daily. Ngày hôm nay Trang quay trở lại với một cái chủ đề đấy là xem video và YouTube trên Kia Cerato New 2019 và 2020. Thì với cái chủ đề này thì ngày hôm nay Trang làm riêng một cái chủ đề nhánh nhỏ trong cái chủ đề lớn, đấy là mình sẽ kết nối iPhone với DVD AVN trên Cerato nhá. Chúng ta cần chuẩn bị USB và máy tính để có thể tải được cái phần mềm firmware về thì đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau kiểm tra cái phiên bản ở trên DVD nhé chúng ta vào cái đặt này vào thông tin thiết bị này vào thông tin phiên bản. Và như chúng ta thấy ở trên màn hình đây thì là phiên bản chúng ta đang sử dụng đấy là phiên bản 1.0.1 Đối với phiên bản này thì chúng ta sẽ không kết nối được với on -car Display mà chúng ta sẽ phải update nó lên một cái phiên bản mới có tính năng uh, kết nối được với on -car. Thì cái uh, link của cái phần mềm này Trang đã để ở dưới video Các bạn chỉ việc tải về, không giải nén nhé copy vào thôi và chúng ta sẽ uh, cắm USB ngược lại có cái phần mềm đó lên trên cái DVD để có thể Uh, update phần mềm. thì khi chúng ta uh, cắm usb vào uh, cái cổng usb của uh, dvd thì nó sẽ hiển thị là bạn có muốn bắt đầu cập nhật hay không thì các bạn nhấn đồng ý cho mình nhé. thì cái quá trình cập nhật này nó sẽ mất uh, đâu đó khoảng tầm từ 3 đến 7 phút tùy vào cái uh, cái cái tốc độ cái um, uh, phần mềm nó cập nhật tùy vào cái cập nhật của nó nhé. thì uh, sau mỗi một lần cập nhật hết một lớp một lớp thì là cái DVD nó sẽ tự động khởi động lại và mình sẽ không cần phải can thiệp bất kỳ điều gì các bạn ạ. thì bây giờ trong cái quá trình mình mình chúng ta sẽ ngồi chờ thôi, chờ để cho nó cập nhật nhé. không biết các bác ở nhà thì đang chống chọi với dịch Covid như nào. trang thì đã về nhà và video này thì video này ngay tại tại nhà mình để mong có thể là vẫn có những cái tương tác cũng như là phục vụ được các bác các anh em. À, trong cái quá trình mà sử dụng xe cũng như trong thời gian hành rỗi thì mình khám phá thêm về chiếc xe Kia Cerato nhé. Quay video thì nói dài dòng thế thôi, à, nhưng nếu mà để đơn giản hơn thì các bác có thể xem cái phần diễn giải của video để thao tác nhanh hơn nhé. Ta đã uh, xong được một nửa quãng đường rồi các bác nhé. Rồi, bây giờ DVD nó đang khởi động lại rồi, thì chúng ta sẽ À, chuẩn bị vào để kiểm tra lại cái phiên bản mà chúng ta đã update lên Thì vẫn thao tác như cũ thôi Thao tác như cũ thôi Chúng ta sẽ cùng thao tác lại một lần nữa nhé Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào phần cài đặt này Vào phần thông tin thiết bị này và phần thông tin phiên bản này Ở đây chúng ta đã nhìn thấy phiên bản 1.0.6 Và chúng ta đã update thành công để kết nối bật cái kết nối on Car display lên nhá ta vào cài đặt này và phần kết nối này vào on Car display chúng ta bật lên như thế này thì sau khi bật lên thì chúng ta sẽ cắm cái 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 rắc đấy cái rắc của usb cái dây usb kết nối từ điện thoại vào và chúng ta cũng cần phải cài đặt trên điện thoại chúng ta có thể vào phần personal hotspot đối với tiếng anh hoặc là phần là uh, cá nhân thông tin cá nhân đấy để chúng ta nhấn on ca display bật lên sau đó nữa thì chúng ta phải vào phần trình chiếu trình chiếu là chia sẻ hình ảnh ấy các bác nhé ở trên iphone để có thể kết nối on car, display và cái điểm khác biệt giữa Android và iPhone đấy là đối với Android chúng ta hoàn toàn thể điều khiển các cái trình duyệt cũng như là YouTube ở trên màn hình DVD. Nhưng iPhone thì không nhé, iPhone chỉ là trình chiếu thôi. Chúng ta sẽ phải thao tác các cái clip cũng như là các cái mà mình muốn xem ấy, ở trên điện thoại. Và như thế này thì chúng ta đã kết nối thành công rồi các bác nhé. Chúc các bác may mắn và thực hiện được nhanh chóng để có thể sử dụng được cái DVD AVN này theo ý muốn. Ngoài ra thì trang cũng có chia sẻ thêm với mọi người một cách nữa, đấy chính là mình sẽ copy trực tiếp các cái video mà mình yêu thích vào một cái USB rất đơn giản thôi chúng ta sử dụng trình duyệt cốc cốc vì ở trên trình duyệt cốc cốc có phần tải xuống và chúng ta sẽ lựa chọn cái đuôi mp4 để có thể tải xuống video sau khi tải xong thì chúng ta lại cắm ngược usb vào cổng usb của xe ô tô để có thể xem được thì cái cách này ấy thì nó là cách thủ công thôi nhưng mà nó lại à, đỡ tốn 3 g hơn 4 g hơn và nó cũng đỡ nóng máy điện thoại của mình hơn các bác nhé thì vừa rồi trang đã à, cùng với các bác cài đặt kiểm tra cũng như là kết nối thành công uh, iphone với dvd avn thì rất mong được các bác nhấn like và subscribe để theo dõi các video tiếp theo của trang kia daily nhé xin chào và hẹn gặp lại